Chào tất cả các bạn luôn nha. Thì hôm nay đi sâu ếch nha các bạn. Hôm nay là khai trương đi đầu mùa nha. Mà trước Tết thì mình có đi rồi, nhưng mà cái đó là của năm rồi vậy. Còn qua năm 2020 là bữa nay mình đi chuyến đầu tiên luôn. Đâu? Ôm cò tọt nè các bạn. Mới đi trên đường đi ra gặp đây nè. Câu lụm không câu ấy? Quá. Rồi. Giờ đang đi ra đồng nha, sớm giờ cũng chạy nhiều đồng quá mà bắt không có. Mới chạy ngang ngang đồng có ếch kêu nên chạy đi vô luôn. Phát hiện con nha bạn. Con này nằm bên đây nước ít nè, với nước trong nữa nè. Giờ con này dễ bắt nè. Nó mình gọi thấy con mấy bên kia nước đục ngầu bắt không được. Nước sâu nữa. Mà lúc này ếch nó còn nhát quá, mình gọi thấy cái nó còn nó trường đi. Ếch này gọi thấy ếch đực cũng nhỏ. Trường đi mất nữa. Ở đây nè các bạn. Giờ nãy mình xác định sai, tại vì tầm xa quá nằm lúc bên đây. Đó, thì nói chung là lúc này là bắt mấy cái đồng này là ếch nó nhỏ nhỏ, còn không bự không gì dữ. Ếch này ếch cái nha. Thì lúc này mình bắt mấy cái đồng thả nước không à. Lúc này thì do thời tiết còn lạnh nữa cho nên ếch nó cũng ít ra, nó chưa ra nhiều. Phải khoảng gần nửa tháng 2 chỉ đổ đi, lúc đó ếch nó mới ra nhiều. Đây con nữa. Con này chắc ếch đực rồi các bạn. Con mắt nó nhỏ xíu. Ý con nhái không phải ếch vậy, lầm à. Nặng nhái cái chà bá luôn à. Mà gọi ngay nó thụt vô trong đây đứng đâu ếch luôn. Mình mới thấy con đó các bạn. Con này nó cũng nằm gần cái đường mương chính giữa ruộng đó nè. Đây nè các bạn, ếch đực nhỏ xíu không? Đây là, thấy không? Nó rất là kỹ luôn nè. Đây. Còn là mà nó chuột ra đường mương cái là gọi mất tiêu. Ếch đực nhỏ xíu. Ôi ếch cái các bạn. Tính ra ếch đực mà không phải này ếch cái nha. Còn ếch đực là có cái bong bóng hai bên chỗ này nè. Còn ếch cái thì nó không có. Mà ếch cái này ếch cái nhỏ xíu. Cái đồng, mấy cái đồng ở trên đây thì ếch nó không có bự, nó cỡ này không. Tại vì mấy cái con ếch này là nó ở ngoài ruộng, nó ở theo hang cua đồ á. Cho nên nó không có bự. Có mấy con ếch đồ ở vườn đồ ra nó mới bự. Ở phía trước mình mới thấy một con nè, mở mắt cái đường mương bự quá. Bước qua đây không biết nó còn không nữa. Bước qua nó hụp cái mắt. Một con nha bạn, nó còn nổi đầu lên luôn kìa. Ếch này dạng thôi nó trường đi vậy, nó hụt xuống nó trường vô trong gốc gạ này. Nãy nằm ở ngoài cái lằn máy cắt chạy nhẹp gạ. Ếch này dính là cái chắc rồi, nó chạy đường nào hết trơn. Đây nè các bạn, các bạn thấy nó lủi vô nó trốn không? Rất là kỹ luôn nha. Mọi người sẽ sờ qua là không thấy nổi nó đâu. Đực này. Hai con bóng nè các bạn thấy không? Nó phình phình nghe nè. Con này ít đực nó bự hơn ít cái nãy.
cá nữa, cái ní nẵng. Con còn nó kêu phía trước mình. Đây thấy luôn nè bạn. Ếch lịch này chắc cũng đã đỡ rồi. Con ếch cái nãy sao quá nhỏ luôn. Thế này do đi ngoài đất, ngoài ruộng, ngoài đồng nó hơi lúng nên đi lắc lắc quay nó rung lắc, các bạn xem thông cảm nha. Đất ở trên đây người ta làm có cái đường nước giữa ruộng quá, sớm giờ đi mình không coi bước sụp mấy lần. Ô, con này nó nằm ở đây nước cạn nước trong nữa các bạn. Đây nè, ếch đực nha. Hồi trước Tết thì khoảng 25-26 Tết thì có đi 4-5 đêm kiện luôn, mà lúc đó bắt không có bạn nên mình không có quay. Đêm được có 5-6 con ếch nè. Con ếch này bong bóng nó bự nè. Đực. Sáng giờ bắt nó cũng chắc cũng gần cả chục rồi. Mà nhỏ xíu xíu con. Chục con ếch này chừng hơn nửa ký lô một chút. Ếch ở cái đồng này bắt thì tầm khoảng 15 con mới được 1 ký rồi. Thì nó quá nhỏ. Thì thường các bạn đi soi mà những cái cánh đồng lớn là đa số là ếch nhỏ không nha. À, những cánh đồng lớn là ếch nó ở ngoài đồng không à, ở theo hang cua với mấy hang cua, hang chuột được cặp bờ dòng rồi đó. Cái người ta khi mà người ta tháo nước vô là nó trong hang cua nó ra. Mà tháng này các bạn đi bắt cũng vậy nữa, những cánh đồng lớn người ta thả nước một lần đồng lọt hết cánh đồng luôn, bắt mới có ếch. Còn như là cái đồng nhỏ đồ bơm bữa chừng chục mười mấy công rồi là bắt chưa được đâu, ếch nó chưa ra. Mấy cái đồng nó phải khoảng qua cỡ cuối tháng 2 lúc đó ếch nó ra. Nãy kêu đây 4-5 con rồi qua gọi thấy có 2 con. Mấy con kia nó hộp mất rồi. Đây con nó nghe các bạn. Con này gọi thấy tầm gần nè, thấy chính xác nó luôn nè. Nó khỏi chui đâu được hết. Nè các bạn thấy không? Nó nằm đây nè, rất là khó thấy luôn. Nè các bạn nghe tiếng nó kêu mà gìn kiếm nó cũng hơi cực cực. Mình vậy đó. Ếch đực này cũng hơi trọng trọng một chút nè. Hôm nay do trời cũng có trăng hơi sáng sáng nên nó cũng hơi nhát thêm một tí nè. Trời lạnh nhát thì cũng có trăng nhát thêm. Trên này nó có cái hang, mình gọi thấy nó chui vô hang, mình xẩm hang lại. Đợi chút nó ngợp thở thở được, nó ra ngoài, nó nằm gần miệng hang, nó móc cục đất ra bắt luôn. Mình mới thấy đây con nữa nè. Nó biết đây nước cũng hơi cũ rồi nè. Nên nó hơi lên ba cái phèn. Nói mình đang gọi thấy nó trường đi. Nó đóng bệnh nè bà. Nước này cũ quá cũ. Cái nãy trường đây mất nữa. Ôi, trường vô hang cua nữa. Toàn ở hang cua không. Hay thiệt chứ. Vô hang cua này là bó tay, hang cua thọt tay không vừa. Thank you.
này mời phải đi xách cái méo theo mới được, toàn nó ở ăn cua không. Rồi thấy là cái chừng hơn cua, giữa đồng cũng chui hơn cua được. Mình mới thấy một con nữa nè, nó nằm bờ dòng nữa rồi, thì dòng là nó sẽ không chui hơn cua nha. Sớm dần gặp như toàn là chui hơn cua không. Ô con này không chui hơn cua, nó nằm nè. Này, này nước phải đục như giò không thấy à. Còn này đây không có hàng cua, phải có hàng cua đã chui rồi, còn là cái. Tháng này bắt ếch, nó ếch có cặp lắm. Tại vì ếch cái nó còn trứng non không. Tầm khoảng tháng nó mới có cặp nhiều, lúc đó là trứng già nó mới ra nó cặp đặng đẻ. Rồi con này lụm nữa là cái chắc rồi. Con nó nằm ở đây nước kìa, trong gieo luôn. Ếch này chắc ếch cái quá, nãy giờ ngóc đầu đây nó thụt lên thụt xuống mấy lần rồi mình không nghe kêu. Ngửi tôi vô mấy cục này. Này thì chứ mình thấy nó ngay chân chóc trên chỗ này luôn, như nãy giờ giờ chưa thấy nữa. Nấp kín thiệt, chắc ở đâu trong cái này quá. Ủa, không có luôn, lẽ trường đi sao? Mất kỵ mất luôn rồi. Ở đây nè các bạn, trường là tới đây nè. Em thấy này chỗ đó mở lũ và tới đây nó dụi xịn nằm gì nè. Nó nằm xịn cái tiệt nhưng mà xịn luôn. Ếch cái nữa. Nhưng nặng. Nát này. Sờ sẩy chút xíu là mất nó. Ếch cái chút chút không. Ếch cái đây nhỏ hơn ếch địch nữa. Đây còn nữa mà con này nằm gần mé kinh nè, không biết có nhảy không nữa. Rồi chỗ này nước nó hơi đục rồi các bạn, nước nó cũ nên gọi thấy đây nè các bạn, nó nằm đây nè, nằm lơ phơ ở chơi luôn nè. À, các bạn ngồi kỹ rồi sẽ thấy nè, con lụm nó luôn mới được, để nằm sắp nó kinh nhảy cái là nhảy nó kinh liệt, chụp không kịp hết cái nha. À, xuống tới dưới đây là một kinh này. Nước ở đây này, chỗ này nó khúc này nó cũ quá. Này đồng này cũng có ít cái nè, mình không có cặp luôn. Chắc này 1 giờ mấy rồi mình chưa thấy cặp nào luôn. Còn con nó kêu mấy anh đây bằng gọi hoài gọn thấy. Đây con nó nằm gần bờ dòng nữa. Một con chắc nó không có hàng các bạn.
Nếu có hàng đã chui vô mất rồi. Còn này ra nằm đây chịu trận đây luôn. Lợi nó không trường ra luôn. Nằm kia ăn chỗ. Con này cũng ít cái nè. Ít cái còn tí không. Đồng này ếch nó quá trời tệ luôn. Ít cái nhỏ hết địch. Cậu bắt hay con bắt? Này cậu bắt. Giờ mình đang chuẩn bị chia hành lý đang lên đường nha các bạn. Bữa nay bắt được có nhiêu à? Được cả 5 ký. Người chừng ký mấy hết rồi. Nhỏ nhỏ. Đó, chút chút còn hết á, được á. Nó cao nhỏ xíu. Lội con rụng cái giò luôn. Còn cái nè. Được á. Mấy con bự là đâu có thấy mấy con bự là được không? Ít cái chít chít không à. Được không à, được bự bự vậy đó, trọng trọng luôn. Còn mấy con nhỏ xíu là ít trái không? Nó hay vậy kìa. Được luôn. Năm rồi lên bắt có ếch đâu, nhỏ dữ thế rồi. Ờ, mưa mới có ếch bự. Lúc này là... Lúc này mưa ếch ruộng không à. Ôi, con bắt cái nhảy ra không công. Anh ta cầm điện thoại ra. Được luôn. Con này nhỏ xiết cho nó cái. Hôm nay đi thất quá thất rồi. Nó còn nó cái. Hết từ bé luôn. Rồi cậu lật lên là hết cái với đâu có con quấn đâu. Thấy không? Ngộ với con quắc hết cái rồi con chít chít vậy đó. Hết cái này vừa bán khoảng 200 ông bộ. 120. Cái nè. Cái à. Thôi còn bộ tọt nữa nha, hết sợ luôn thì mọi cho hết cho sạch luôn cho lùi đi, đồ đạc ba lô một đống. Có cậu bảy ở đây nhiều con nước nhảy ra không nữa. Ô cậu có cậu bảy ở đây ít trọng trọng hơn của con nè. Con gắn chung gọi lụm luôn hả? Lụm con gắn chung màu gặp rồi lụm luôn, trên trời cả nước mà chim nguyên nguyên xuống đất ăn trùng. Ăn trùng của cháu rồi. Sớm thấy ba con còn không có bắt. Trời cả con có cái túi rồi mà con quên bắt tiêu. Đến nó quên với con bắt rồi rồi. Để mới xuống gặp con mà nó ló cái đuôi khúc là cái nó cong cong biết đâu thò nó móc móc hụt nó rút mất tiêu luôn. Thiệt cái thần. Rút ra nó cắn. Trời tôi rút ra tao đập liền. Rút ra đập vô đầu gỗ liền. Ở cái. Ê. Rồi xíu nè con gọi cái này chắc bự nhất quá, cái này bự cồ nhất rồi, cái này chắc 100 gram bằng con địch với mình á, 150 gram này nè. Bạn đang quay cho bạn xem cái này kết thúc video luôn nha. Đó, nhưng này còn nhiều gà cậu gà coi nè, chụp lên rồi. Thấy được như là thấy không? Thấy. Rồi xin chào tạm biệt các bạn luôn nha. Chia hành lý kiếp là giọt mới được các bạn ơi. Sáng này.